Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua chuyên nghiệp đến từ thương hiệu của Gian. Và chiếc xe này là chiếc Gian TCR 6500. Là một dòng xe đua chuyên nghiệp của Gian, họ sản xuất ra để dành cho các tay đua chuyên nghiệp. Vâng. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức em đánh giá trên 90%. Tông màu trắng xanh. Chữ Gian, chữ TCR 6500 thì nổi trên khung xe đây. Rất là khỏe các bác nhé. Trước đây em đã từng về một chiếc xe màu tương tự và bán sau khi đăng trong vòng 1 tiếng. Đối với chiếc xe rất là hot. TCR 6500. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Khung được trang bị bộ khung của alu XXL, một công nghệ làm khung độc quyền của Gian. Khung SL các bác nhé, nhẹ và bền hơn khung alu X thông thường. Vâng, màu xanh này rất là đẹp các bác nhé. Nguyên bộ group của Tiagra. Em sẽ đi vào đánh giá group sau. Em sẽ đánh giá chi tiết hình thức đây. Yên nguyên bản của Gian TCR. Có màu xanh đen. Cọc yên nguyên bản của Gian. Càng nhôm. Xe rất là nhẹ các bác nhé. Dòng xe đua chuyên nghiệp của Gian thì thường rất là nhẹ. Khung nhôm siêu nhẹ. Bi lông cổ phốt nguyên bản của Gian. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra. Bên này bên lip 10 tầng. Bên đĩa của Shimano Tiagra 2 tầng. Bộ phanh 3 mảnh của Tiagra. Nguyên một bộ phanh. Bộ phanh 3 mảnh, nguyên một bộ. Củ đề của Shimano Tiagra. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Tiagra và gạt đĩa của Tiagra luôn. Vâng, nguyên một bộ group của Tiagra rất là cao cấp. Lốp hiệu Michelin. Vẫn còn rất mới các bác nhá. Mười tầng lip. Lip V6 thì rất là mới các bác nhé, của Shimano. Vâng. Lốp Michelin đây. Và bộ vành của Cero. Bộ vành của Cero nguyên bản của chiếc xe này. Các bác có thể lên Google để search thêm về những cấu hình và những thành phần những đồ của chiếc xe này. Xe này rất là nguyên bản lắm nhá, nguyên zin. May ơ của Cero. Vâng, chiếc xe có size S. Khung xe có ghi là 445, 465. Và chiếc xe phù hợp với các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Đi vừa chiếc xe này. Bộ vành sau của Cero. Chân trống nguyên zin theo xe. Nguyên zin theo xe ấy.
Đây, một lớp phản quang ở khóa cọc yên. Giờ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Anh Dũng ơi. Vâng, xe được trang bị nguyên bộ lúc của Tiagra với 10 tầng lít, rất là mới các bác nhé. Xuống lít. Bên tay phải là bên đĩa đùi đĩa 2 tầng của Tiagra. Lên đĩa đây. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Phanh của Tiagra. Vâng, phanh Tiagra. Bộ tay nắm nguyên zin của Gian. Tay cuốn. Xe rất là đẹp và cao cấp, đến từ thương hiệu của Gian. Xe đua rất là chuyên nghiệp. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 13.500.000. Miễn phí ship toàn quốc 715. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Chào các bạn theo dõi video.